Rồi, bạn chạy thử chương trình xem. Code của chúng ta sẽ là bắn hai lần gần nhất. Angula. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với kênh Angula Quá Nhanh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi game để học lập trình. Đầu tiên thì tôi sẽ hỏi ChatGPT những trang web chơi game để học lập trình. Game website to learn code. Ở bài lần trước thì chúng ta đã truy cập thử vào trang Code Combat. Hôm nay chúng ta sẽ thử các trang web khác. Đây, chúng ta sẽ thử game số 4 này đi. Coding game. Ok, chúng ta sẽ cùng truy cập vào trang này. Chúng ta sẽ cùng sign up với Google. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ ở đây. Tùy các bạn chọn nhé. Tôi đang học JavaScript và Angular nên tôi sẽ chọn JavaScript. Ok, hãy cùng code nào. Chúng ta sẽ cùng lập trình để bắn quái vật ngoài hành tinh. Để copy và paste đoạn code này vào code editor này. Chúng ta sẽ lock như thế này. Ok. Chúng ta bắt và chạy thử chương trình xem. Code của chúng ta sẽ là bắn hai lần gần nhất. Ok. Vậy là bài 1 của chúng ta đã xong. Chúng ta cùng sang bài tiếp theo. Chúng ta được 100 điểm rồi. Ok, rất là hay. Chúng ta sẽ sang bàn tiếp theo. Nhập link name, tôi sẽ nhập vào quá nhanh thôi. Đứt liền à? Confirm. Ok. Rồi, class này. Ok, hơi khó hiểu chút nhưng mà không sao các bạn ạ. À đây, nó cho bài toán rồi. Chúng ta sẽ xếp ra đây, ghi ra năm m n k q sum ở x 2 in power. Power là số mũi sau win với 0 nên viết n chấm 1. Ví dụ 4 thì chúng ta sẽ phải tính là hai từ 2 mũ 0 đến 2 mũ 4. Từ 0 đến n chấm 1 các bạn ạ, là từ 0 đến 3. Sẽ cộng như này. Ok, chúng ta sẽ viết code thôi. Đây, nó đã đọc n cho chúng ta đây. Chúng ta sẽ lập for y bằng 0 chấm phẩy y bé hơn n chấm phẩy y cộng cộng
Trong vòng lặp này chúng ta sẽ cộng, chúng ta sẽ khai báo một biến answer đi. Chúng ta sẽ set bằng 0 từ đầu. Chúng ta sẽ cộng answer này. Bằng hai mũ không sinh nhập một đúng không, hai mũ không, làm sao để gọi hàm mũ bây giờ. Chúng ta sẽ cùng ra Google nhé, Power in JavaScript, chắc là hàm pâu thôi. À, chuẩn luôn, đấy chính là hàm pâu các bạn ạ. Chúng ta sẽ dùng cái này, khả năng là chúng ta phải nhập thư viện nữa. Ok, để tôi xem thư viện là gì. À, chúng ta không cần thư viện các bạn ạ, JavaScript có luôn. Vậy là chúng ta sẽ truyền pâu 2 vào này và mũ là y. Sau khi lặp một vòng thì chúng ta sẽ có tổng thôi. Chúng ta sẽ log ra answer ở đấy. Easy. Rồi, play test cây. Chạy đúng, chạy đúng, chạy đúng, chạy đúng. Đơn giản. Chúng ta đã chạy xong. Submit. Như vậy là chúng ta đã thành công và lại có thêm điểm rồi. Không có liên quan đến game ấy nhưng mà cũng có thể luyện game được, luyện code được. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo trong khóa học. Tạm biệt Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.